xuất hiện trong tập mới nhất của Bạn Muốn Hẹn Hò lên sóng tối ngày 9 tháng 9 vừa qua, anh chàng Nguyễn Thanh Duy 25 tuổi đã gây ấn tượng mạnh với người xem bằng bản hợp đồng tình yêu vô cùng chi tiết. Thanh Duy chia sẻ rằng người yêu tương lai của anh sẽ được 7 quyền lợi như sau. 1. Bạn sẽ được một người luôn sẵn sàng ở phía sau và chia sẻ với bạn bất kỳ nơi đâu và thời gian. 2. Lúc bạn cần thì sẽ có người tranh thủ bay tới bạn luôn. 3. Sẽ có những chuyến du hành đó đây bằng chiếc xe gắn máy. 4. Bạn sẽ có được người chửi lộn với bạn bất kỳ lúc nào. Và kết quả sẽ luôn luôn là bạn thắng. 5. Có được một người bạn nhậu tám chuyện cũng như là bao cát để bạn xả giận mỗi khi bạn giận hay buồn. 6. Tất cả các chi phí ký kết và thực hiện cũng như sự đồng hành của bạn được thực hiện cho đến khi cả hai xuống lỗ thì thôi. Mọi chi phí đó sẽ được quy đổi thành một điều kiện là bạn phải luôn yêu thương và chung thủy với thằng bé. Đó chính là mình Thanh Duy. 7. Điều lợi cuối cùng sẽ được thêm khi bạn chính thức về ngôi nhà chung trở thành bố, cũng như là bà trùng của mình. Thanh Duy mang bản hợp đồng tình yêu đến Bạn Muốn Hẹn Hò. Tuy nhiên để được hưởng 7 quyền lợi trên, thì bạn gái của Thanh Duy cũng cần tuân theo 7 điều khoản dưới đây. 1. Bạn không được giận cá chém thớt. 2. Không được nước rồi làm tới. 3. Bạn phải biết suy nghĩ và cảm thông, chia sẻ cho thằng bé. 4. Bạn phải trung thực, cung cấp thông tin chính xác rõ ràng cho thằng bé, những lúc đi công tác hay đi chơi. 5. Một khi tham gia là không được hung dữ với thằng bé, nếu vi phạm bạn phải có nghĩa vụ dắt thằng bé đi nhậu. 6. Bạn có nghĩa vụ phải tuân thủ và làm theo ý kiến của thằng bé khi bạn đã làm sai một điều gì hoặc nói xạo. 7. Nếu bạn vi phạm một trong những điều trên thì phải chăm lo và bên cạnh thằng bé cũng như chịu trách nhiệm khi thằng bé yêu cầu. Khác số đông, Thanh Duy lại là người thích phụ nữ càm ràm. Sau khi đọc xong đủ 7 quyền lợi và điều khoản thì Thanh Duy cho biết bản thân anh cũng cần phải tuân theo 4 điều khoản dưới đây. 1. Bạn sẽ là người đúng, là người chiến thắng trong mọi cuộc đấu tay đôi giữa hai người. 2. Tuân thủ và sẵn sàng thực hiện điều khoản quyền lợi dành cho bạn. 3. Không có nghĩa vụ cho những chuyện tào lao. 4. Có quyền thay đổi cũng như giảm quyền lợi, tăng điều khoản và xử phạt bất kỳ hình thức nào để có lợi nhất cho thằng bé trong khi bạn đã làm sai. Dẫu chỉ là một bản hợp đồng vui dành cho người yêu tương lai nhưng nó cũng đủ khiến cô gái ngồi đối diện Quỳnh Thanh Lộc Đào Tiên 23 tuổi, toát mồ hôi còn những người chứng kiến phải thở dài vì các điều khoản quá chi tiết, đọc mãi không hết. Qua bản hợp đồng soạn trước khi tham gia chương trình, số đông đều thấy anh chàng Thanh Duy là người khá cẩn thận, nghiêm túc xây dựng một mối quan hệ. Tuy nhiên sự cẩn thận, tỉ mỉ của anh Duy có phần gây áp lực đối với Đào Tiên. Cô gái 23 tuổi này tâm sự bản thân muốn sau 2-3 năm nữa mới muốn lên xe qua và tự cảm thấy mình không hợp với Thanh Duy. Liệu tới cuối cùng, Thanh Duy có khiến Đào Tiên thay đổi quyết định? Đào Tiên chia sẻ mình biết nấu ăn nhưng lại lười làm việc nhà. Bạn Muốn Hẹn Hò, Thanh Duy và Đào Tiên.